Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 10. Ở bài này cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Middle C in a half note. Ở bài này thì chúng ta sẽ học về đô trắng. Và đô trắng thì sẽ có ký hiệu là giống đô tròn nhưng có đuôi nhạc quay lên hoặc đuôi nhạc quay xuống. Đô trắng thì có hai phách thì chúng ta sẽ đếm là đô 2. Và chúng ta ngân dài, khi chúng ta gõ ở trên phím thì chúng ta sẽ giữ tay ở trên phím ngân dài lâu hơn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc nốt nhạc cùng cô, bản nhạc này. Nhịp 4-4, chúng ta sẽ đếm là 4 phách. Chúng ta đếm 2 lần nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đô 2, đô 2, đô 2. Đô 2, đô 2, đô 2, đô 2, đô 2. Như vậy cô đã hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc một lượt từ đầu đến cuối. Bây giờ thì cô sẽ dịch phần chữ này được viết để chúng ta hiểu là khi một nốt nhạc được viết với đuôi quay lên như thế này hoặc là đuôi quay xuống như thế này thì được gọi là half note, nghĩa là nốt trắng. Thì sẽ có giá trị là 2 phách. Hãy chơi theo sự chỉ dẫn và đếm 2. Ví dụ như là đô 2, như lúc nãy cô vừa làm đó. Thì chúng ta cũng có thể là đếm nhịp 4-4 là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó chúng ta vừa đọc nốt và vừa chơi nhé. Thì các con có thể là đọc nốt nhạc, hoặc chúng ta cũng có thể gọi tên nốt là C, tức là chữ cái ký hiệu cho nốt đô này. Sau đây các con cùng quan sát cô chơi và hướng dẫn cho các con ở trên phím đàn nhé. Đối với bài nốt đô trung tâm, nốt trắng được viết ở khóa son và khóa pha thì chúng ta sẽ đặt tay phải ngón 1 lên phím đô trung tâm này, tay trái cũng ngón 1 lên phím đô trung tâm. Các con lưu ý là chúng ta có hai cách để tìm nốt đô trung tâm. Thứ nhất là chúng ta tìm hai phím đen và trước hai phím đen đấy là phím đô ở trước mặt chúng ta khi chúng ta ngồi giữa đàn, đấy là một. Ta có thể tìm bằng cách khác là đếm từ dưới đàn lên thì sẽ là đô thứ tư được nằm ở trên phím đàn piano nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Grandfather's Clock. Các con đặt tay phải trước. Chúng ta sẽ chơi hai nốt tay phải rồi hai nốt tay trái xen kẽ nhau như vậy nhé. Bây giờ cô Vân sẽ lấy nhịp đều và cô chơi như sau. 1 2 3 4 đô 2 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 đô 2. Như vậy là cô đã làm một lượt từ đầu đến cuối bài. Bây giờ thì cô sẽ chơi mẫu cùng với lại nhạc beat. Cô sẽ đếm 1 2 3 4 1 2 3 4 và cô bắt đầu chơi cùng với nhạc ở tốc độ chậm và tốc độ nhanh nhé. Các con cùng lắng nghe này. Ba bốn một hai ba bốn. Quay lại từ đầu. Bây giờ cô sẽ chơi tốc độ nhanh. 3 4 1 2 3 4. Quay lại. Như vậy cô đã trình bày xong bản nhạc trang số 10. Các con luyện tập bản nhạc này, các con lưu ý là thả lỏng vai, thả lỏng cơ thể nhé. Và cũng như những dặn dò trước, đối với các bài trước đã học, cô dặn các con cần phải nhớ được vị trí nốt ở trên bản nhạc này, nhớ được vị trí phím đàn này, và cuối cùng là chúng ta chơi gõ đúng kỹ thuật, khung ngón tay và thả lỏng nhé. Chúc các con luyện tập bản nhạc này thành công. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.